Sáng ngày 7 tháng 3 tại trường chính trị tỉnh Bình Dương, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn Nghị định số 12 ngày 5 tháng 2 năm 2024 của Chính phủ quy định về giá đất và các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát biểu về chỉ đạo hội nghị, ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý, thời gian qua đã có nhiều vụ việc sai phạm liên quan đến đất đai. Có nhiều dự án chưa được triển khai hoặc triển khai chậm do dưỡng các quy định của pháp luật liên quan đến công tác định giá đất. Có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính là do cán bộ chưa hiểu đúng, hiểu rõ các quy định của pháp luật liên quan đến công tác thẩm định kiểm tra, xác định giá đất. Chính vì thế, Nghị định số 12 ngày 5 tháng 2 năm 2024 của Chính phủ ra đời sẽ giải quyết được những khó khăn dướng mắt nêu trên cho các địa phương trong đó có Bình Dương. Với tinh thần đó, đề nghị lãnh đạo các sở ngành địa phương, các cán bộ nhân viên đang thực thi nghĩa vụ liên quan đến đất đai, cần nghiêm túc nghiên cứu, nắm những các quy định đặc biệt là những điểm mới của nghị định để tham mưu cho các cấp ngành địa phương ban hành các văn bản pháp luật phù hợp nhằm triển khai thực hiện một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất cũng tại hội nghị các đại biểu đã được nghe các chuyên viên thuộc cục quy hoạch và phát triển tài nguyên đất bộ tài nguyên và môi trường trình bày giải đáp những thắc mắc về những quy định hướng dẫn thi hành trong công tác thẩm định tính giá đất và các quy định liên quan